Thứ bảy thì hôm nay mình sẽ làm clip này tặng nick cho tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình đang ở trên cái shop của mình này các bạn, với cái số lượng tiền của mình nó rất là nhiều. Ok, mình sẽ tiếp tục tặng nick giống như là những tuần trước kia. Hôm nay là thứ bảy, mình cũng chúc tất cả các bạn thứ bảy máu chảy về tim nhá. Ê, quẩy lên anh em ơi. Đầu tiên thì mình sẽ mua một cái nick 100k để tặng cho các bạn. Đối với nick mình tặng nick thì chắc là các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi đúng không? Thì thế nên chắc cũng mình không cần phải nói thêm nhiều nữa. Đặc biệt thì mình có nhận được khá là nhiều lời, không phải là khá là nhiều nhưng mà có một vài comment đấy các bạn. Có bạn kêu là bạn ấy mua nick mà không đổi được mật khẩu, rồi có bạn thì mua nick mà không đây tài khoản đây nha các bạn, tài khoản là cái màu xanh, mật khẩu là cái màu vàng. Bạn ấy mua nick mà lại có người chơi chung. Thì nếu như các bạn gặp những cái lỗi mà thứ nhất là không uy tín này, không vào được mật khẩu này, hay là có người chơi chung ấy, thì các bạn vui lòng nhắn tin vào Messenger cho mình nhá. Tại vì mình thấy có nhiều bạn bình luận ở dưới video của mình như vậy. Cái thứ nhất đó chính là các bạn bình luận như vậy mình không biết bạn mua trên shop của mình hay mua trên shop của người khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy thì các bạn mà mua trên shop của mình ấy thì các bạn phải nhắn tin cho mình rồi các bạn chụp lịch sử giao dịch thì mình mới có thể giải quyết được. Chứ các bạn cứ bình luận ở dưới video là không vào được, xong rồi như thế này như thế kia mình không biết giải quyết kiểu gì. Tại vì các bạn phải có hình ảnh. Đó thì mình mới gọi là chính xác được các bạn mua trên shop của mình hay không chứ. Nếu các bạn mua trên cái shop giả mạo xong rồi các bạn cứ gọi là bảo mua trên shop của mình rồi đó sao mình có thể hỗ trợ cho cả các bạn được đúng không? Rồi thì mình cũng xin nói lại như thế này. Có nghĩa là các bạn mua cái mục 20k trở lên, có nghĩa là 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1 triệu. Thì tài khoản chắc chắn sẽ là Garena trái thông tin 100% mà các bạn sẽ chơi một mình các bạn thôi. Còn cái mục 10.000 là các bạn là cái mục random. Đó. Nếu các bạn xác định mua cái này thì các bạn phải xác định một điều. Có thể các bạn sẽ chơi cùng với người khác. Đó, có thể nó sẽ có trắng thông tin là chỉ có 40% thôi. 40% là trắng thông tin các bạn ạ. Còn 60% là có thông tin. Những cái tài khoản có thông tin có nghĩa là có số điện thoại này, có Gmail này là các bạn sẽ chơi cùng với cả người khác. Vì thế những cái tài khoản chơi cùng người khác thì các bạn phải chấp nhận. Đó là cái đó các bạn đã tham gia thử vẫn may có 10.000 thì các bạn phải chấp nhận thôi. Còn nếu không các bạn muốn trắng thông tin 100% thì các bạn đừng mua mục này nhá. Nếu các bạn mua mục này các bạn có phải phải chơi cùng với người khác. Nếu mà cái nick đó là cái nick gọi là không gọi là ngon ấy. Còn nếu các bạn nhận được bốn nick ngon, ba bốn chục tướng, năm sáu chục tướng, trắng thông tin 100% thì đó là cái sự may mắn của các bạn. Còn nếu các bạn đen thì các bạn sẽ không nhận được như vậy. Đó là các bạn cứ còn nếu các bạn vẫn mua thì các bạn cứ thử thôi. Còn nếu các bạn thắc mắc gì thì cứ nhắn tin vào phần hỗ trợ cho mình. Còn nếu các bạn muốn mua trắng thông tin 100% thì các bạn mua 20 trở lên nhé. 20 thì các bạn đọc thông kỹ thông báo giúp mình này. Đó, nick trắng thông tin này. Đó, thấy không? Sở hữu từ 10 đến 60 tướng. Đó, nhưng mà mình không tặng nick này. Mình tặng nick từ 50k trở lên các bạn ạ. Tiếp theo là mình sẽ mua một cái nick 50k tặng cho các bạn nhé. Nick 50k thì nó sẽ là từ 15 tướng trở lên các bạn ơi. Trắng thông tin 100%. Còn những bạn nào mà muốn mua ATM thì sẽ được giảm 20% nhé. Ví dụ mà các bạn mua mức nick 100.000 thì các bạn chỉ có mất 80k ATM thôi. 50.000 thì các bạn chỉ còn có 40.000 ATM thôi. Trong cái trường hợp mà các bạn gửi tiền xong rồi đây là tài khoản này các bạn. Tài khoản là Blue đây nhá các bạn. Mật khẩu là M31GHZ đi này các bạn này. Avazipan gì này. Chữ nào viết hoa thì các bạn cố gắng viết hoa giúp mình. Còn chữ nào viết thường thì các bạn cứ viết bình thường thôi nhá. Rồi. Đây, mình sẽ chỉ cho các bạn cái chỗ nạp tiền ATM nhá. Nạp tiền, đây là chữ nạp tiền. Các bạn mục nạp tiền, các bạn đây là chọn lại thẻ, các bạn chọn thẻ, các bạn ấn qua bên cạnh sẽ có cái mục ATM. ATM thì có chủ thẻ là Giáp Văn Hảo. Đó, số tài khoản của mình ở chi nhánh Lập Hiệp Bình Phước này. Nếu các bạn vào đây mà thấy Giáp Văn Hảo là bạn đính chính xác là mình rồi đấy. Còn nếu không phải Giáp Văn Hảo là ok, shop giả mạo nhá. Cái thứ hai ở trên shop của mình thì nó có cái số điện thoại để cho hỗ trợ cho các bạn. Đây là cái số hỗ trợ bên trên của bạn hỗ trợ shop, còn bên số bên dưới là số điện thoại của mình. Nếu các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể gọi điện. Nhưng mà vợ mình nó sẽ nghe máy và sẽ hỗ trợ cho các bạn nhé. Mình thì thật sự đó, mình không có rảnh để hỗ trợ cho các bạn bằng điện thoại được. Nên chỉ có lâu lâu mình mới rảnh để mình hỗ trợ qua Messenger thôi. Còn đa số là vợ mình hỗ trợ cho các bạn hết.
Rồi tiếp tục là mình sẽ tặng cho các bạn một nick ác liên quân ngon lành cành đào đấy. Đây là cái mục mà mình gọi là thích nhất, cũng như là mình khuyên các bạn mua. Đây, mục ác liên quân. Đó, có 600 nick luôn, từ nick đắt tiền 3 triệu, 4 triệu, bao nhiêu cũng có hết. Cái này là tài khoản full tướng các bạn này. Đúng không? Ôi ôi, siêu Việt bậc, siêu Việt gọi là ủa? Đây trang phục này của cái siêu Việt bậc 5 phải không ta? Xe này là có rồi mà đúng không? Ui, các bạn thấy không? Nick này là full gọi là tướng luôn rồi. 12 triệu. Đó, ghê chưa? Các bạn thấy khoái chưa? Nếu các bạn mua ATM chỉ có 9 triệu 6 thôi. 228 skin. Đó, Ngọc thì 90. Còn cái nick này là 88 tướng mà chỉ có 3 triệu 6 thôi các bạn này. Nếu các bạn mua ATM, nếu các bạn mua ATM các bạn nhấn vào ATM, xong các bạn gửi tiền cho mình, xong các bạn chụp hóa đơn gửi nhắn tin vào đây cho mình nhá. Chụp hóa đơn vào đây cho mình. À, mình sẽ gửi nick cho các bạn qua Messenger luôn. Nếu các bạn mua ATM ấy. Ok, mình sẽ kiếm cho các bạn một nick còn nếu các bạn có tầm khoảng có 3-400 ngàn thì các bạn vào mục 3-400 ngàn các bạn tìm, kéo qua bên phải, kéo qua bên phải sẽ có nha các bạn ơi. Đây. Mình sẽ kiếm cái nick mục nick khoảng cỡ 3-400 đi. 400 400k nhá. Tặng các bạn nick một nick 400k nhá. 400k thì các bạn có thấy không? Nick này có AIC này, nick này có tướng đá quý này. À không phải, một viên đá quý đây các bạn, mình sẽ tặng các bạn nick này luôn. Tại vì này nó có một viên đá quý để cho các bạn muốn đổi cái gì các bạn đổi nhá. Nick này thì để xem Ngọc bao nhiêu nào. Ngọc 90 nha các bạn ơi. Bảng Ngọc phép 90. Bảng Ngọc cái này chính nick này chỉ là bảng Ngọc phép thôi các bạn ạ. Có một viên đá quý này, mình sẽ tặng các bạn ấy luôn. Tặng nick có đá quý luôn cho nó máu lửa. Nếu như các bạn mua mà có lỗi hay cái bị về liên quan đến thẻ nạp cũng được nha các bạn. Nếu các bạn cứ thấy lỗi về thẻ nạp mà nó không vào tiền hay cái gì thì các bạn cứ nhắn tin cho mình nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn luôn. Mình có thể kiểm tra được các bạn nạp vào giờ nào, không giờ nào, các thứ kiểu con là điệu. Mình đây các bạn ơi, nick đây các bạn. Sài Gòn nhớ em, mật khẩu là sợ đầu 333 AA, rất hiểu sẽ A luôn. Nó tài khoản và mật khẩu. Rồi. Hôm nay mình đã tặng 100, 500, 550. Ok, mình sẽ tặng thêm một nick 100k nữa nhá. Rất là nhiều. Tặng thêm một nick 100k nữa. À, mình sẽ tặng thêm một nick 100k nữa. À, và đặc biệt thì chắc có lẽ trong ngày mai hoặc ngày mốt gì đấy mình sẽ làm clip tặng nick tiếp ở trên kênh Anh Hảo Nakarot nha. Tại vì kênh đó đã hiện tại đã được 30k sub. 30k sub về mình sẽ tặng nick xong ngày mai sau. Tại vì mình đã hứa với các bạn là mình sẽ tặng làm clip tặng nick thì chắc có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt bạn nào mà chưa có nick thì qua kênh Anh Hảo Nakarot đăng ký kênh, ấn chuông thông báo khi nào mình có clip tặng nick thì nó sẽ hiện lên các bạn có thể xem đầu tiên ấy, các bạn sẽ nhận được nhá. Còn nếu các bạn có điều kiện thì các bạn cứ vào mua thẳng luôn, khỏi chờ những cái clip tặng nick làm gì. Đúng không mọi người? Mình cái bỏ ra khoảng cỡ 500-600 các bạn chọn một cái nick ngon, trang phục các đứa điểu ngọc đầy đủ. Vào mục ác liên quân các bạn có thể chọn cho mình thoải mái các bạn ơi. Mua ATM cho nó rẻ nhá. Giờ hệ thống đang kiểm tra tài khoản, vui lòng không xác tình duyệt. Lâu thế. Vậy chờ là hạnh phúc đúng không mọi người? Nhớ like và đăng ký kênh cũng như là chia sẻ clip để cho kênh mình phát triển với nhá. Cảm ơn mọi người nhiều. Đây. Đây là tài khoản này các bạn. Mình sẽ phóng to lên nhá. Này to quá rồi. Đây là tài khoản màu xanh các bạn ơi, còn mật khẩu là màu vàng nhá. Rồi, clip của mình đến đây là tặng nick của mình đến đây kết thúc rồi. Các bạn vui lòng xem clip thôi nhá. Hôm sau thứ bảy mình sẽ tặng tiếp. Mai mốt thì khoảng 1-2 mai hoặc ngày mốt thì mình sẽ tặng clip trên kênh Anh Hảo Nakarot nha các bạn. Đón chờ nhá. Ok, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Hayate. À, đặc biệt thì trận này mình sẽ đi rừng nha mọi người. Tại vì trước đây thì mình cũng đã cầm vị tướng Hayate đi rừng từ cái có rồi nhưng mà từ rất là lâu rồi các bạn ạ. Hôm nay mình muốn chơi lại về vị tướng Hayate đi rừng cho tất cả các bạn cùng xem nhá. Đây là một vị tướng xạ thủ mà rất là nhiều bạn hay sử dụng đi AD cũng như là các bạn hay đi đường tà thần. Ê, 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 ê. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, úi giời. Cái đậu xanh anh có rách này. Kéo kéo cái méo gì đây?
Trời đất ơi, mới vào thôi nó đã gọi hành hung mình rồi các bạn ạ. Nó kéo con quái ra nhưng mà mình chạy ra mình đưa cái mông cho nó, thế nó kéo mông mình vào luôn. Hayate với cả vị tướng Caffeini đi rừng thì à đủ. Chừng ôi mi là nó cái con quái nó hồi máu các bạn ạ. Cái thứ nhất là con quái nó hồi máu, cái thứ hai là cái chừng trị của vị tướng Hayate này nó lúc đầu trận mới được có 560 điểm đấy các bạn. Nó khá là giống với cả vị tướng Caffeini đấy. Nhưng mà Caffeini thì anh ơi định mệnh như thế là nó ăn con quái của mình rồi. Mẹ nhà nó chứ. Cái thằng khốn nạn này. Phá phách này rồi xong. Bùi xanh không ăn được bùi quay con quái nhỏ cũng không xong. Rồi tôi làm gì cho đời được bây giờ. Tuổi thơ nó khá là cơ cực các bạn ơi. Hayate là một cái con tướng xạ thủ mà đi rừng lúc đầu nó cực kỳ khó khăn các bạn ạ. Mẹ nó gần nữa kìa anh em ơi. Trời ơi, vào mà quánh đi mẹ nó đi. Sao lại để cho nó gọi là phá bùa mình như thế này thế nào. Xong rồi. Cuối cùng mình cũng ăn được xong rồi con bùi xanh rồi, mừng quá. Nhưng mà mất luôn con gánh nhỏ, mất bao nhiêu là thời gian. Khổ quá các bạn ạ, đã vậy còn mất bao nhiêu là máu nữa chứ. Thôi kệ, không sao. Tuổi thơ cứ cơ cực một tí các bạn ơi. Tí nữa cuối trận mình mới có thể quẩy được. Chứ bây giờ mình cảm thấy hơi bị thấm rồi đó. Hơi bị thốn rồi đó. Mấy con bùi thỏ nó còn chạy về thế này. Chiêu. Tên mấy bạn chơi xấu thế nhờ. Nó thấy mình cầm 2 AT dừng ấy, nói ra nó hành hung chứ các bạn. Rất là đều nha. Coi Crash nhớ mặt nhau đấy. Tí nữa thì coi chừng nha. Mình đánh cho rụng răng văng một đống răng. Không còn đường về mà ăn cháo chứ đùa. Đùa với cả ninja rùa. Vớ va vớ vẩn. Các bạn nhí. Mọi người đang xem clip của mình thì để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Hôm nay mình muốn làm cho các bạn xem một cái trải nghiệm mới. Đó chính là vị tướng Hayate đi rừng. Để xem mình nó sẽ như thế nào. Và các bạn đã thấy rồi đấy. Bị ăn hành sấp mặt luôn. Rồi xong nó lụm lúa con rồng luôn. Ngon lành hành đào dành cho các bạn nhá. Bị con Crash nó hành nó sấp mặt luôn. Ăn rồng mà không được nữa. Khổ vãi trưởng các bạn ạ. Xem bạn thì đừng giữa quá Azenka các bạn ơi. Rồi. Cơ hội của mình tỏa sáng đây rồi. Hãy xem tôi đây. Băng. Bập nè. Chết đi. Xảo hảo bưởi. Xảo hảo bưởi. Láo nháo hảo bưởi. Trời ơi. Con chim bay. Con bọ bay kinh quá. Nó bay kinh quá các bạn ơi. Bập. Alistair thì mình đã có cái liều mệnh khiến cho bạn ấy gọi là sống cố sống mà tem bạn nó quyết định không tha các bạn ạ. Kéo cái gì? Đừng có tưởng là dễ mà ăn của hàng của ngoại nhá. Mấy anh bình tĩnh ơi. Mấy anh bình tĩnh anh ơi. Úi giời ơi sớm. Rồi ok, đi về các bạn ơi. Lên cho nó đi giày cùi cho đi nhanh, đi cho nó nhanh chút nào. Hiện tại giết được một mạng các bạn ạ. Chết không và hỗ trợ thì hai. Hiện tại thì con heo theo mình đang ăn được 3 mạng. Ngọt thế. Chia cho mình 2 mạng đi. Mình phải ăn được 3-4 mạng gì đó mình mới xanh được các bạn ạ. Thôi kệ không sao, cứ từ từ được qua nó cũng nhiều rồi. Hay đây thì mình sẽ lên cho nó cái cung báo tố nha các bạn. Tara này. Trời ơi chạy nhanh thế nhờ. Đậu xanh thanh niên chạy nhanh thế. Và đấy mà nó không chạy được nhanh như vậy là mình bật chiêu cuối vào mặt nó là sấy cho nó tét đứt rồi đấy các bạn. Hơi bị thốn luôn ấy. Cố gắng lên. Chuyện gì thì mẹ mình cũng phải từ từ các bạn nhỉ. Chứ nếu như mà mình hổ báo quá thì không nên chút nào. Đặc biệt thì những vị tướng xạ thủ đi rừng thì đa số là những xạ thủ đi rừng thì ở đầu trận nó cũng khá là yếu. Chỉ có những cái vị tướng sát thủ đi rừng lúc đầu trận nó mới mạnh thôi. Còn xạ thủ thì khá là yếu. Vì thế nên các bạn cố gắng gọi là ôm trụ xong rồi farm thật là nhiều rồi nhá. Như bạn có thể thấy rằng đầu trận thì con Crash nó phá mình khá là nhiều. Nó trốn trong này đúng không? Kéo vào này kéo vào. Ấy giời ơi. Bạn ấy kéo rất chuẩn xác nhưng mà lại chả trúng ai. Thơm. Kéo ngay đằng sau như thế sao mà trúng được. Này thò mặt ra đây. Cái đấy. Nó muốn kéo mình lắm ấy các bạn. Ăn combo vào mặt này rồi xong. Hết đời nè. Xấu xảo hả bưởi. Ăn nguyên cái combo của mình vào mặt luôn. Vỡ mồm chớ xồm các bạn ạ. Phê thế cơ chứ. Bơi vào đây mà kiếm ăn này.
từ từ nha các bạn. Cái gì thì cũng phải từ từ nha, đừng lên hổ báo cáo trồn quá nha. Mình sẽ KS hàng của nó. Ôi giời ơi, cũng mèo ăn được mạng. Thế mới đau chứ. Con heo ăn hết các bạn ạ. Vãi cả lùa, ăn gì mà ăn lắm thế. Mình phải nhường nhịn nhau chứ. Các bạn xem clip của mình thì ấn like và đăng ký kênh giúp mình với nha. Còn một xíu nữa là mình lên được 1.700.000 người đăng ký các bạn ơi. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một lượt đăng ký kênh. Bạn nào đăng ký kênh rồi thì like và comment giúp mình nhá. Hiện tại thì còn cũng gần tới Tết âm lịch rồi. Mình muốn một cái sự kiện đặc biệt gì đó để chung là cũng mừng về đến Tết âm lịch luôn. Hy vọng là các bạn sẽ cho mình một lượt like và một đăng ký kênh để mình có thể đạt được 1.700.000 người đăng ký trước Tết âm lịch nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thật sự ra mà nói thì hôm nay mình khá là mệt các bạn ạ. Không hiểu sao đau bụng từ sáng đến giờ. Mệt nhưng mà mình hôm nay đau bụng quá, nãy giờ cứ gọi là nằm ôm bụng thôi. Giờ mình mới bớt chút, mình mới có thời gian để làm clip cho các bạn xem. Chắc có lẽ là cũng hôm nay chắc là làm được ít clip các bạn ạ. Ui, bắn vào, xấy vào người nè. Ngon lành cành đào, định mày bắn quá giờ bắn méo được mạng nào. Vãi lúa, sao kỳ vậy? Sao kỳ quá vậy? Ai hồi đóng băng? Ôi, rõ ràng mình bật máu thấp nhất rồi mà thế méo nào không KS được mạng nào nhở? Vô lý thế, hỗ trợ 6 mạng luôn kìa các bạn. Bức xúc quá ở đây. Tất tế không biết đi chứ. Không ăn được mạng, bức xúc. Các bạn xem clip các bạn khoái ăn nhiều mạng lắm. Chứ các bạn không có khoái mình đi hỗ trợ. Tại vì ăn nhiều mạng thì mới được nhiều like. Nhờ ăn ít mạng quá chả ai like, buồn. Không mất. Anh ơi, anh làm thế là không được anh ơi. Lao vào như một vị thần như thế làm sao mà chống đỡ được. Anh không chỡ được cũng đỡ được ấy, chứ không phải là mình nha các bạn. Bắn cho lòi phèo ngay lập tức. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái áo choàng băng giá nhá. Bắt đầu mạnh rồi đó các bạn. Lên được 2 món trang bị là bắt đầu Hayate bây giờ là quẩy đó. Quẩy tung trời đó các bạn. Ái da chà. Đây, cơ hội của mình tỏa sáng đây rồi. Ui dồi, Tara. Sát tướng chuẩn mà Tara tuổi gì? Bay vào đây mình kiếm chuối. Bay vào đây mình kiếm chuối này. Ui nó còn tốc biến nữa cơ chứ. Và đấy mà không tốc biến mình dính một combo chơi một của mình là đảm bảo là bạn ấy chết chắc rồi đó các bạn. Rồi đóng băng choáng quá trời mà Crack vẫn hút ở thế nào nhỉ? Sấy vào mông thông vào má. Hãy xem tôi đây. Bắn. Ui double kill. Xuất sắc các bạn ơi. Mồi ôi mình thiệt là giỏi quá đi. Ây. Rồi ôi đau quá. Thốn quá các bạn ơi. Đen. Các bạn thấy là hơi bị đen luôn ấy. Quay đi quay lại gặp ngay cái con cờ đít nát. Buồn. Toàn rồi ông giáo ơi. Ông giáo ơi. Toàn thật rồi đó mà. Chết quéo con của các bạn. Và đấy là mình không nghĩ ra cái con Grenade nó ở đấy đâu. Tại vì lúc mà mình đi vào ấy thì mình thấy cái con bồi xanh nó chết là mình mới nghi ngờ thôi. Nhưng nếu mà mình biết đầu tiên mà mình biết con Grenade nó ở trong đấy thì mình sẽ chạy đường kia ấy chứ. Hoặc là mình đợi chờ cho cái trụ nó bị phá hủy xong rồi mình chạy ra cũng được. Nhưng mà hơi đen phân ạ các bạn ạ. Thôi kệ không sao. Đôi lúc mình cũng phải bỏ một mạng chứ đúng không? Bỏ con tép mà bắt con tôm chứ. Ai chơi cứ bất tử hoài, ngại lắm. Các bạn không thấy ngại chứ mình thấy ngại lắm. Chơi vậy là không nên. Ủa, cố lên. Đâu rồi, Corina đâu rồi? Bạn ơi, nó đang ăn bùi xanh các bạn ạ. Nó đang ăn bùi xanh, hello baby. Chạy đi. Này thì lao nháo, này một mà. Tiếp tục là Tara lao vào như một vị thần. Bạn ấy đang đập mình quá trời luôn, hồi máu rất nhiều. Mình quyết định lao qua bức tường, bạn ấy cũng lao theo. Bây giờ mình đang bắn cái chiêu một về phía bạn ấy. Này thì cố gắng lao vào làm cái gì? Bạn biết tương lai không? Hai giờ tê đấy, sát thương chuẩn đấy. Một pha gọi là highlight xuất sắc đúng không các bạn? Tuyệt vời. Quá là xuất sắc luôn. Căn bản là vị tướng Tara nó không có cái chiêu thức gì mà khiến cho mình bị chói chân hoặc là gì. Mà sát thương thì của Tara thì nó cũng thuộc dạng là tầm trung các bạn ạ. Không có kiểu như sát thương dồn ấy. Đâm ra thì tưởng ăn được con rơi rồi chứ. Đâm ra thì mình vẫn là người trên cơ của Tara rất là nhiều. Nếu mà solo thì Tara không có cửa để ăn mình, để mình nói thật. Tại vì cái sự cơ động của vị tướng Hayate này nó cũng rất là cao.
Chiêu 2 lướt qua bức tường đường này đó, chiêu gối cũng có thể lướt qua bức tường hoặc có thể khiến cho một khoảng cách hoặc một nhịp rất là dài này. Cái thứ ba nó là cái sát thương chuẩn, nó khiến cho vị tướng Tara máu tụt rất là nhanh, giống như tụt huyết áp đấy các bạn. Còn Tara đánh mình thì nó cũng chả ăn thua cho lắm. Đấy là mình nói vậy thôi, các bạn công ty thì tùy. Ê con hàng nè. Ồ đấm nhau, ôi Karina làm gì đây? Anh ơi. Anh gì gì đâu. Chết anh chưa, cho anh chưa. Đây luôn anh em ơi, lung linh ở đây luôn nào. Và đấy mà có lính vào là mình hết hồn. Ghê, correct các bạn, ghê nha. Ây à, đau em nè. Ôi, hãy xem ta đây, bắn. Đầu xanh, ôi. Không ăn được mạng nào à? Tiếc thế. Nếu mọi người yêu quý mình thì hãy để lại cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Nói chung là mình cũng có khá là nhiều con tướng mà mình không chơi được ấy các bạn. Đâm ra thì ôi giời, đi đâu con sâu này. Rồi xong, tiếp tục là vị tướng Tara rơi răng văng một đống rồi. Xuất sắc các bạn ạ. Hay lắm. Và đấy không có skirt thì mình cũng thừa sức ăn được vị tướng Tara. Tại vì mình có cái có thứ nhất là nhiều máu, cái thứ hai là có cái áo choàng băng giá ấy các bạn. Nó sẽ làm chậm những cái đối phương của mình, nó khá là tốt. Tara là không có cửa chạy luôn ấy. Thật sự luôn, Tara không có cửa chạy trong cái những cái pha gọi là nếu mà solo thì Tara không có cửa đối với mình. Hehe. Grenad bây giờ thì cũng vậy. Ê, mọi người xem mình cân 5 cho các bạn xem này. Ôi giời ơi. Ai ôi. Địch bành nhà nó. Ôi giời ơi, vợ mồm tên méo nào, cái chiêu cuối nó không bấm được rồi các bạn nhỉ. Không có nội năng, tiếc thế, và nếu mà có nội năng là cân 5 rồi. Trời đất ơi, sao vậy? Cái pha đấy là mình muốn ăn mạng đấy. Mình muốn gọi là chơi kiểu kỹ năng của mình đấy, nhưng mà nó đen một nỗi đó chính là dừng đừng đi lẻ. Cao quá hả? Không phải, đi lẻ đâu, lẻ mình có đấy mình cân 5 mà. Căn bản là tại pha đấy hết nội năng thôi. Nếu mà có nội năng là chết chắc rồi, hứa với các bạn một câu luôn. Trời ơi, nó bị gớm mặt đấy. Peng. Chết well luôn. Thôi xong. Gặp Skull nó đấm cho một cái thì cần đến nát dụng trứng. Kinh nhỉ. Và mình tới đây đạo sạch. Đi ra để cho mình thể hiện nào. Các bạn cút ra để cho mình thể hiện nào. Đâu con hàng đâu rồi. Hello. Đây cơ hội của mình tỏa sáng đây các bạn ơi. Tỏa sáng đi, đấm nó. Đúng rồi, lao vào bắn. Ôi trời ơi. Thế lại bị hỗ trợ à? Không ăn được mạng nào à? Tiếc thế nhờ. Violet. Ê, ta đã tới. Hello baby. Khoái tôi rồi. Sao thông chuẩn đánh rồi các bạn? Ui, bắt thông chuẩn cứ 700 nó nổ lên. Eo, nhìn về thế rồi chứ. Tiếp theo là Grinat. Thí sinh này là thí sinh yếu đuối mỏng manh lắm. Tiếp theo là Azenka. Bắn quá trời bắn luôn. Không bắn ăn gì được các bạn ạ. Tôi kệ không sao. Này thì Azenka này. Bơi hết vào đây con nào. Anh em đâu rồi? Bơi hết vào đây con nào. Azenka nè. Nói thế mà không ăn được mạng à? Ở vô lý. Mắt hai tay mình nó ăn mạng kinh quá các bạn. Mình hỗ trợ không à? Thế là có 10 mạng mà hỗ trợ tới 13 luôn. Vãi trưởng từ nãy đến giờ. Toàn support cho anh em. Nhất là con Van Heo này nó ăn mạng như trời thánh ấy các bạn. Ăn dòng luôn. Còn mười mấy giây nữa là con dòng bội chúa nó ra rồi. Kệ nó, mình ăn con này luôn cũng xa chả sao. Chả làm sao hết. Chạy về xào cái con quái với cả con bù đỏ cái nha các bạn. Hiện tại mình đã lên full trang bị rồi. Tuy mình gọi là đủ trang bị rồi, đủ tiền rồi, nhưng mà mình vẫn phải ăn quái tí còn thay đổi trang bị ấy các bạn. Cái thứ hai là mình phải cần ăn con bùa đỏ để mình có sát thương chứ. Đâu có phải là full đồ rồi các bạn không lên đồ nữa, không lên cần tiền nữa, có chứ, để cần tiền để đổi trang bị chứ. Rồi xong, đã có trong mình đó chính là cái quyền năng hắc ám. Bây giờ mình sẽ lao vào mặt tem địch và mình bắn vào cái con crack này. Crack lao tuét, kéo làm gì? Bắn vào người lại sấy một cái là chết chắc rồi nè.
Coordinate theo bạn làm gì đây? Cố gắng chạy đi anh ơi. Chạy chạy đâu con sâu này. Violet theo bạn ở đằng sau rồi. Dính nguyên cái combo chiêu một của mình vào mồm. Bây giờ mình lao vào mình tấn công với từng Violet theo bạn khiến cho mình được chiến một kèo. Ghê chưa hit một kì đấy. Ôi giời. Vãi nhờ. Tại sao phải đấy lại bạn ấy lại cứ mình thấy mình hết cái quyền năng hắc ám, đâm ra mình cũng hơi sợ các bạn ạ. Nếu mà mình có quyền năng hắc ám thì mình cũng chơi đấy, nhưng mà hết rồi. Chơi nó luôn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng ăn mạng của Violet để mà lấy cho mình thêm một mạng nữa. Nhưng mà rất tiếc cái trận đấu này kết thúc rất là nhanh các bạn ơi. Trời ơi, mà tuổi thơ cơ cực nhưng mà cái kết thì mình bắn rất là phê các bạn nhờ. Lâu lắm là mình mới chính xác là không biết là bao lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình mới chơi lại về vị tướng hai cái tay đi rừng. Cảm giác nó cũng khá là bá đạo, nhưng mà hồi đầu mệt quá các bạn. Bị con của đách kia nó phá khú ngảng, phá rừng và cái kết sắp mặt như cưng. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn phía sau nha. Tự dưng thấy thốn quá, chuẩn bị lên tinh anh nữa rồi các bạn. Ui, nhảy tung bay. Các bạn ơi, đăng ký kênh giúp mình đạt được 1.700.000 người đăng ký trước Tết nha. Bye bye mọi người nè. Các bạn đã chuẩn bị gì cho Tết này chưa? Mình thì vẫn chưa có gì hết các bạn ạ.